Bây giờ là bài 105, tương với phần 9 bài 30 quyển 2. Tỷ ỷ bài lính ủ thiên. Hãy nhắc lại giám đốc quan. Quan Trinh Lý. Chào anh, thầy giáo Vương. Ni hào, Wang lão sư. Sớm như vậy. Trưa mà giáo. Dậy sớm như vậy. Chỉ đã hấn giáo. Hãy chú ý tơ phải dùng sau chỉ, không được dùng sau chỉ choáng. Chỉ đã hấn giáo. Mỗi ngày đều dậy sớm như vậy à? Mấy thiên đâu chỉ đỡ trở mà giáo mà. Mấy thiên đâu chỉ đỡ trở mà giáo mà. Bây giờ là từ luyện khí công. Luyện chỉ cung. Luyện. Luyện. Chỉ. Chỉ. Cung. Cung. Luyện chỉ cung. Luyện chỉ cung. Mỗi ngày đều luyện khí công. Mỗi thiên đều luyện chỉ cung. Mỗi thiên đều luyện chỉ cung. Luyện một lát khí công. Luyện một hồi chỉ cung. Luyện một hồi chỉ cung. Luyện nửa tiếng khí công. Luyện bán cái giờ chỉ cung. Luyện bán cái giờ chỉ cung. Đúng, bởi vì tôi luyện khí công. Đúng, vì tôi luyện khí công. Đúng, vì tôi luyện khí công. Cho nên mỗi ngày hơn 5 giờ thì đã ngủ dậy rồi. Vì vậy, mỗi ngày 5 giờ đã ngủ dậy rồi. Vì mỗi ngày 5 giờ đã ngủ dậy rồi. Bây giờ là cách nói, thời gian dài bao lâu? Đua tráng sử chiên. Đua tráng sử chiên. Đua tráng sử chiên. Đua tráng sử chiên. Thời gian dài bao lâu rồi? Đua tráng sử chiên lọ. Đua tráng sử chiên lọ. Đã luyện thời gian dài bao lâu rồi? Luyện lọ đua tráng sử chiên lọ. Luyện lọ đua tráng sử chiên lọ. Đã học thời gian bao lâu rồi? Xuế lọ đua tráng sử chiên lọ. Xuế lọ đua tráng sử chiên lọ. Đã ngủ thời gian bao lâu rồi? Sợi lọ đua tráng sử chiên lọ. Sợi lọ đua tráng sử chiên lọ. Bây giờ là cách hỏi đã luyện khí công thời gian bao lâu rồi? Nguyên văn là luyện khí công, luyện rồi, thời gian bao lâu rồi? Luyện khí công luyện lọ đua tráng sử chiên lọ. Luyện
练气功练了多长时间了？Hoặc cũng có thể nói là đã luyện thời gian dài bao lâu khí công rồi? Luyện là tôi trang thời gian chỉ cung lọ. Luyện là tôi trang thời gian chỉ cung lọ. Bây giờ là cách nói mấy năm liền. Khó chỉ nén. Hảo. Chỉ. Nén. Khó chỉ nén. Khó chỉ nén. Mấy năm liền rồi. Khó chỉ nén lợ. Khó chỉ nén lợ. Đã luyện mấy năm liền rồi. Nguyên văn là luyện rồi mấy năm liền rồi. Luyện là hào chỉ nén lợ. Luyện là hào chỉ nén lợ. Bây giờ hãy thêm từ đã là ỷ trinh vào cụm này để nhấn mạnh hơn. Ỷ trinh luyện là hào chỉ nén lợ. Nguyên văn là đã luyện rồi mấy năm liền rồi. Ỷ trinh luyện là hào chỉ nén lợ. Đã luyện thời gian bao lâu rồi? Luyện là tua trang thời gian lợ. Luyện là tua trang thời gian lợ. Đã luyện mấy năm liền rồi, dùng ý chinh để nhấn mạnh. Ý chinh luyện là hào chỉ nén lợ. Ý chinh luyện là hào chỉ nén lợ. Mỗi ngày luyện bao nhiêu thời gian? Mỗi thiên luyện tua trang thời gian. Mỗi thiên luyện tua trang thời gian. Không nhất định, hãy nghe và nhắc lại. Bù ý định. Bù. Y. Tình. Bù ý định. Bù ý định. Tôi cảm thấy không nhất định, không hẳn. Tôi觉得不一定. Tôi觉得不一定. Bây giờ là một cách nói khác của tiếng đồng hồ. Trung thấu. Trung. Trung. Thấu. Thấu. Trung thấu. Trung thấu. Từ này bây giờ ít dùng, thường chỉ dùng xiao shí. Một tiếng đồng hồ. Ý cửa trung thấu. Ý cửa xiao shí. Luyện một tiếng đồng hồ. Luyện ý cửa trung thấu. Luyện ý cửa trung thấu. Có lúc luyện một tiếng đồng hồ. Yǒu shíhòu luyện ý cửa trung thấu. Yǒu shíhòu luyện ý cửa trung thấu. Không nhất định, có lúc luyện một tiếng đồng hồ. Bù ý định, yǒu shíhòu luyện ý cửa trung thấu. Bù ý định, yǒu shíhòu luyện ý cửa trung thấu. Có lúc nửa tiếng. Yǒu shíhòu bàn gě zhōng tóu.
有时候半个钟头。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Béo, gầy, hay, rộng, chật. Phấy, sâu. Qua đường. Qua má lũ. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấn, pha sau, khớ sầu. Điện thoại kêu rồi, điện thoại vang rồi. Điện thoại xiang lợ. Cùng đi với mình nguyên văn là bồi mình cùng đi. Thấy quý ý chỉ chỉ. Xét nghiệm phân. Hóa yên đà biển. Kê một ít thuốc cho bạn. Cái ní khai ý xe dạo. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xảo là tiền. Vợ, thê tử. Chi tử. Tiền thuê phòng. Phán du. 10 phút. 10 phân trông. Đã không nhìn thấy. Mấy khản diện. Câu chuyện nhỏ đều rất thú vị. Xiao cụ sự đâu hẳn yếu ý sự. Đáp đúng rồi, trả lời đúng rồi. Đã tuổi lợ. Xem xong phim rồi hãy làm. Khẳng hoán điện hình dài rùa. Khí hậu đặc biệt khô hanh. Chị khẩu thở biệt can rõ. Ăn một miếng điểm tâm. Chị khoai điện xin. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Thảo bù, yếu dũng, đá chiếu. Tản bộ một lát. Sài ý hồi bù. Nửa tiếng. Bạn cái giáo sứ. Phải nhớ kỹ. Giao chỉ chủ. Thông thường cần. Ý ban yào. Phải đọc thuộc. Yào niên sú. Rất cảm ơn ba mẹ cho tôi cơ hội này. Khấn cảm xe phụ mù gây vỡ trợ cơ chí hội. Khấn cảm xe phụ mù gây vỡ trợ cơ chí hội. Lại kéo dài thêm một năm. Giải yến tráng ỷ niên. Vốn dĩ định. Nguyên lai tá soạn. Luyện khí công đã luyện bao nhiêu thời gian rồi? Đã luyện bao nhiêu thời gian khí công rồi? Luyện chỉ công luyện lỡ đua tráng sử dụng lỡ. Luyện lỡ đua tráng sử dụng chỉ công lỡ. Không nhất định. Bù ý định. Mấy năm liền rồi. Khó chỉ né lợ. Một tiếng đồng hồ. Ý cờ trung thấu. Ý cờ xào sứ.